Thằng Dũng nó mới 18, mày bảo nó ba mấy nó lấy em sang vợ. À, đang nổ máy. Anh thử hết rồi đúng không? Cái này nổ máy nó không đá chân đấy nhá. Là vào rồi. À đang nổ gì thằng kia này, bật lên nào. Bật nấc thứ hai thôi. Ờ nấc thứ hai là không đá chân. Tao đi là chắc rồi. Tức là chỉ cần bật lên là không đá chân rồi.